Nuôi gà trứng Minh Thư anh Hiếu. Bác Giang cà phê anh Hiếu ơi. Anh Hiếu ơi, ra ly ba cà phê đi. Anh đang ngồi 88 à? Em đang định ra ly ba. Sang ly ba đi anh ơi. Vâng chị Phương à. Hôm nọ em bảo nhà em là hôm nào xuống anh chị chơi. Hôm nào tối em xuống em hẹn trước nhá. Vâng, cháu vừa xong phần thô bác Thuận ạ. Đang mà hoàn thiện ạ. Vâng anh. Tầng 4, tầng 4. Ok bác. Hiền Hoàng, tùy theo lô ạ. Ví dụ lô mình đang xây đây khoảng 2 tỷ rưỡi. Còn cũng bình thường thì 8. Ok, cảm ơn em. Thanh Bình, sáng anh gặp hai vợ chồng em ở chợ Ngô Quyền. Em đủ ăn anh được. Mà trước mặt nó không bán Thanh Lê ạ. Chào Sơn nhá. Ừ, anh thấy em cởi trần kèm vợ kèm thắm đi mà. Anh đi chợ ở đấy. Chuồng gà nuôi gà trứng Minh Thư mà Sơn. Em là chồng thấm à?